Tỷ tỷ đạp gió Chibu khiến netizen Trung la ó vì giọng hát, Ella bị đặt ngang hàng gây bức xúc. Bên cạnh những nhân tố thu hút nhất định tại Tỷ tỷ đạp gió thì Chibu hiện đang là ngôi sao nước ngoài được netizen Trung chú ý nhất trong cuộc thi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Việt Nam nhận về nhiều bàn luận không được tích cực. Có thể thấy thông tin Chibu trở thành thí sinh của đạp gió 2023, tên mới của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng đang khiến khán giả nước nhà vô cùng xôn xao. Chỉ cần vài giây xuất hiện trong MV ca khúc chủ đề cũng như trailer nhá hàng, Chibu đã khiến người xem nức nở bởi visual đỉnh cao, dù chưa cần biết cô sẽ thể hiện như thế nào trong chương trình. Tuy được khán giả Việt trông ngóng là thế, nhưng tại Trung Quốc, Chibu vẫn là một gương mặt hoàn toàn mới, chưa được biết đến nhiều như dàn Tỷ tỷ, Thái Thiếu Phân, Trương Gia Nghê, Ella, SHE, Ngô Thiến. Chính vì vậy, việc đại diện Việt Nam được xếp ở một vị trí nổi bật trên sân khấu ngay bên cạnh Center Ella đã khiến khán giả Trung Quốc tranh cãi kịch liệt. Một số bình luận của khán giả xứ Trung khi nhìn vị trí đứng của dàn sao mùa 4, Tôn Duyệt dù sao cũng là tiền bối mà. Theo lý mà nói, Cung Lâm Na nên đứng ở giữa. Vị trí của Lý Sa Mân Tử còn cao hơn cả Tạ Na, sao mà vậy được? Chibu vậy mà đứng song song với Lý Sa Mân Tử. Chibu là ai? Mấy người đứng phía trên là những người không sợ độ cao đúng không? Có thể thấy, từ sau khi Chibu xác nhận tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4, nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm cực lớn từ cư dân mạng. Đại diện Việt Nam còn gây tranh cãi cho netizen nước bạn khi có chỗ đứng nổi bật hơn cả dàn sao Hoa ngữ trong trailer và cả MV chủ đề của chương trình. Trong đoạn clip chấm điểm về dàn thí sinh ngoại quốc góp mặt trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4, netizen Trung cũng có nhiều nhận xét về đại diện Việt Nam. Theo đó, Chibu được cho là người đẹp số 1 Việt Nam. Ngoài ra, MV Anh ơi ở lại của nữ ca sĩ có lượt xem rất cao trên Bilibili, nền tảng mạng xã hội tương tự như YouTube ở Trung Quốc, nhờ nội dung MV cẩu huyết với những cú bẻ lái cực gắt. Ngoài ra, Chibu cũng có cover một số bài hát Hoa ngữ kinh điển, ví dụ như bản cover phim Hoàng Châu Cách Cách, khả năng vũ đạo của cô vô cùng mạnh, từng nhảy My New Squad của Vava. Tuy nhiên, cách hát tiếng Trung của Chibu lại gây nhiều tranh cãi. Netizen Trung nhận xét cách hát của Chibu chỉ ở mức bắt chước khẩu hình để hát. Xét về mức độ thảo luận gây bàn tán, đại diện Việt Nam được chấm ở mức 2/5 sao. Riêng kỹ năng biểu diễn được chấm điểm tuyệt đối, nhưng trình độ tiếng Trung chỉ được 1 sao. Có thể thấy Chibu vẫn chưa hoàn toàn thông thạo tiếng Trung khi sang nước bạn thi thố. Bằng chứng là trong đoạn trailer mà chương trình được tung ra, nữ ca sĩ là người duy nhất được đặt cách dùng ngôn ngữ quê nhà. Cô gửi lời chào bằng tiếng Việt đến người hâm mộ. Vẻ đẹp đầu tiên Chi cảm nhận được là về con người ở đây. Trong MV chủ đề của chương trình, Chibu cách quốc từ phía sau lần lượt giới thiệu đến khán giả 33 nữ nghệ sĩ của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Cô xuất hiện trong nhóm có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Giả Tịnh Văn, Thái Thiếu Phân, Ella, Cung Lâm Na cùng thể hiện ca khúc chủ đề mang tên Hướng của Gió. Trước đó, một blogger Trung Quốc đưa tin ở vòng đầu tiên, Chibu cùng đội Ella, SHE, diễn viên Ngô Thiến và Trương Gia Nghê, họ biểu diễn ca khúc Si Tình của Hoàng Thùy Linh và thậm chí giành chiến thắng trước nhóm đối thủ. Mới đây, lịch phát sóng của chương trình đã được truyền tay nhau. Theo đó, tập đầu tiên sẽ lên sóng vào ngày 5 tháng 5 tới và hiện đang gây sốt bởi những drama đầu tiên. Theo đó, drama đầu tiên phải kể đến là việc cạch mặt giữa hai người đẹp xứ Đài, Triệu Mẫn, Giả Tịnh Văn và Từ Hoài Ngọc. Một số khán giả có mặt tại buổi ghi hình tập 1 đã cho biết buổi hôm đó có phần hơi hỗn loạn, phức tạp. Tình huống này dường như khó tránh khỏi và chẳng khác nào những chương trình chạy án thầu xé nhau. Từ công việc cá nhân để ảnh hưởng đến cả tập thể của Từ Hoài Ngọc đã khiến Giả Tịnh Văn bức xúc, nổi đóa lên tiếng dạy dỗ, không chăm chỉ, không có tinh thần đồng đội. Sau khi thông tin này được hé lộ đã làm dấy lên làn sóng dư luận khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Khán giả hiện đang chờ đợi sự thể hiện của Chibu và các tỷ tỷ trong tập 1 tới đây.